từ những mảnh vụn đá quý. Những nghệ nhân tài hoa ở đất Ngọc Lục Yên đã tạo nên những bức tranh đá quý tinh xảo, độc đáo, là kết tinh của tinh hoa đất trời và bàn tay khéo léo của con người. Đến huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, dường như ai cũng phải ghé qua chợ đá quý có 102 nằm ở trung tâm thị trấn Yên Thế một lần. Phần vì tò mò, phần cũng rất háo hức vì ngay cái tên cũng đã hấp dẫn du khách. Đến rồi mới thấy chợ đá quý không chỉ khác biệt vì thứ hàng hóa đặc thù mà còn bởi không khí và màu sắc ở chợ. Sức hút từ những bàn đá quý với đủ màu sắc, kích cỡ, hình dáng được sắp xếp gọn gàng. Và cả bầu không khí dễ chịu, mến khách, không quá ồn ào khiến du khách khá thích thú khi đến thăm khu chợ này. Đi dạo một vòng quanh chợ, anh Trần Mạnh Tú, Chủ tịch Hiệp hội Đá quý Lục Yên đã kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về sứ đá, sứ ngọc Lục Yên và sự ra đời của nghề làm tranh đá quý độc đáo nơi này. Anh ơi, đá quý ở Lục Yên thì từ trước đến nay vẫn rất là nổi tiếng rồi. Thế cái đặc điểm gì của những cái mỏ đá ở Lục Yên lại có thể đem đến cái sự nổi tiếng cho đá quý ở đây ạ? Đá của Lục Yên thì theo như cái kinh nghiệm của anh em bọn tôi thương mại mà làm ở chợ này thì từ những đầu những năm thập kỷ 90 trở về đây thì cũng nhận biết được một phần là riêng đá ở Lục Yên thì ví dụ như là ruby, sapphire, là tourmaline, là sipinen, là đá có cái chất lượng cao, độ cứng cao, độ tinh khiết cao, rồi là đá sạch, có độ chiếu sáng, độ phát quang cao. Nói về dòng sản phẩm tranh đá quý của Lục Yên thì cái lịch sử của làng nghề mình đã có từ bao giờ? Tranh đá quý thì bắt đầu làm từ năm 2001 trở về đây. Thì từ khi mà những viên đá đẹp bắt đầu khan hiếm thì người dân khai thác và cũng như thương mại là biết tận dụng các cái viên đá nó nhỏ bé, nó không sử dụng vào vật phẩm trang sức được thì để làm tận dụng làm tranh đá quý. Ví dụ như là hàng nhỏ bé, hàng dạng nứt, hàng gọi là hàng mắt tôm, gọi là hàng sỉ. Đấy thì là chúng tôi tận dụng hàng đấy để làm tranh đá quý. Thì trong quá trình làm thì từ mới đầu thì làm những bức tranh thô sơ, bức tranh nhỏ, đến ngày nay là cũng phát triển được rất tốt, làm số lượng các hộ làm tranh đá quý cũng đông lên. Lục Yên từ lâu đã nổi danh là thủ phủ của các loại đá quý, đặc biệt là đá ruby. Vào khoảng những năm 1990, dân săn đá từ khắp nơi đổ về Lục Yên. Những viên đá quý to, đạt chuẩn thì người ta dùng làm trang sức và vật phẩm. Loại bé, bị vỡ dạn hoặc thừa ra khi chế tác trang sức được dùng để làm tranh. Với bàn tay tài hoa và khả năng thẩm mỹ sáng tạo, những người thợ khéo léo nơi đây đã tạo nên những bức tranh đá quý đủ màu sắc với độ độc đáo và tinh xảo cao. Tranh được chế tác hoàn toàn thủ công và phải trải qua nhiều công đoạn khá công phu và tỉ mỉ như sơ chế đá, chút đá, nghiền đá, chọn đá màu đến vẽ tranh, ghép đá. Từ đập đá thành những mảnh nhỏ, đến giã đá thành bột mịn, rồi tỉ mỉ lọc đá. Khâu nào cũng được người thợ làm tranh đá quý tập trung cao độ. Quan sát quá trình chế tác tranh đá quý lại càng khâm phục sự tỉ mỉ của người thợ Lục Yên.
sau khi vẽ mẫu bằng bút chì hay phấn màu trên tấm mica hoặc gỗ. Những người thợ sẽ rải một lớp đá khắp mặt tranh để lót nền, sau đó tỉ mỉ rắc bột đá với một kỹ thuật đặc biệt khéo léo. Khi đi nét phải thật chính xác, độ đậm nhạt, sáng tối phải đều, nếu không sẽ làm sai lệch hình khối, kích thước, ảnh hưởng đến tổng thể chung của bức tranh. Rồi tùy vào chi tiết tranh mà rắc liều lượng đá màu, rắc đá hạt hay đá bột, đá hạt to hay hạt nhỏ, rắc thưa hay mau. Tùy chi tiết tranh mà chọn màu đá phù hợp. Để phối màu cho được một bức tranh hoàn thiện như thế này thì phải cần rất là nhiều màu luôn. Màu sắc rồi là mình phối cái độ sáng tối của nó, mình phải cần rất là nhiều luôn, nhiều công đoạn mà nhiều màu sắc mới lên được cái bức tranh nó muôn màu như thế này. Một bức tranh đá quý khổ nhỏ phải mất khoảng 2 đến 3 ngày mới hoàn thành. Còn với những bức tranh khổ lớn, nhiều chi tiết, có khi phải mất cả tuần. Đá để làm tranh là các loại đá quý và đá bán quý như ruby, sapphire, emerald, thạch anh, mã não, calcite. Người thợ làm tranh đá quý phải nắm được kỹ thuật pha màu từ những hạt đá to nhỏ để trộn ra gần 300 màu khác nhau. Từng lớp màu dần hiện lên thật sinh động. Trước đây, tranh đá quý ở Lục Yên chỉ dừng lại ở một số mẫu tranh dân gian đơn thuần như tranh đông hồ, chữ thư pháp. Thì nay đề tài ngày càng mở rộng, phong phú về thể loại và kích cỡ. Đòi hỏi kỹ thuật cao nhất nó là tranh truyền thần như tranh ảnh cưới này, ảnh mừng thọ của các cụ ấy, là cần phải đòi hỏi một người phải có cái trong tay nghề phải có lâu năm, ít nhất là phải có từ 5 năm trở lên thì mới làm được hoàn thiện những cái bức tranh như truyền thần. Đến thăm một cơ sở chế tác tranh đá quý ở trung tâm thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Chúng tôi được chứng kiến toàn bộ quy trình sáng tác tranh và trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn sản xuất. Chị Hằng, chủ cơ sở cho chúng tôi biết, chọn nguyên liệu đá cho tranh là một trong những khâu quan trọng vì những viên đá đẹp sẽ góp phần tạo nên những bức tranh có hồn và sinh động. Chị ơi, nhặt đá thì tưởng chừng rất là đơn giản nhưng mà khi mà phải tận tay làm ấy, thì mới thấy là đòi hỏi một đôi mắt rất là tinh tường. Thế những người làm nghề như các chị thì cái tiêu chí nào để đánh giá là một viên đá đẹp ạ? Muốn làm được một bức tranh đẹp ấy, thì phải qua khâu chọn lọc đá. Nghĩa là mình phải chọn ra đá ví dụ nó đồng màu sắc với nhau thì mình làm nên bức tranh nó rất là đẹp và có hồn. Đây ví dụ một viên đá nó có màu sắc đẹp mà nó trong thì là mình có thể là mài thành những mặt nhẫn, bông tai để có giá trị cao. Còn nếu mà mình không thể mài được mặt nhẫn chế tác thành những cái viên đá làm đồ trang sức ấy, thì mình sẽ làm tranh đá. Một bức tranh đẹp sẽ là một bức tranh có hồn. Với những người mà không biết gì về tranh như bọn em thì cái tiêu chí mà gọi là có hồn mà các chị thường áp dụng là gì ạ? Phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ thì mình có thể là mình có kinh nghiệm lâu năm rồi thì mình nhìn mình sẽ biết được. Đấy, thì nghĩa là quá trình mình phải làm. Mình làm mình hiểu về nó thì mình mới có kinh nghiệm được. Các chị thì khi mà đào tạo thợ ấy ạ, thì mất khoảng thời gian bao lâu thì một người thợ của chị có thể đứng ra để tự sản xuất một bức tranh? Quá trình làm thì mỗi ngày rút kinh nghiệm mà ra một ít thì là phải tầm 4-5 năm thì người ta tay nghề là mới cứng được. Đấy, thì để làm một bức tranh để mà mình nhìn rất là đẹp có hồn thì phải vài năm trở lên. Lớp thợ trẻ làm tranh đá quý ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên ngày càng nhiều. Công việc này không chỉ đem đến nguồn thu nhập ổn định mà còn có thể nói là khá so với mặt bằng sống ở đây.
nhưng để gắn bó với một nghề thủ công đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và sáng tạo, đôi khi không phải đến từ mức thu nhập. Đó còn là phẩm chất và năng khiếu của mỗi con người. Mình làm nghề này được 2 năm rồi và được các bác và anh chị kèm cặp dạy và để mài được thành hoàn thành một viên đá hoàn chỉnh, nó có màu và lên màu được lửa đẹp hơn. Và mình kiểu làm lâu thì rất là yêu nghề và rất là thấy quý trọng những viên đá. Năm 2019, nghề làm tranh đá quý ở Lục Yên đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Những sản phẩm tranh đá quý Lục Yên được khách hàng cả nước ưa chuộng bởi tính độc đáo hiếm có. Đặc biệt bởi chất liệu, giá trị và cả cảm xúc trong mỗi bức tranh. Chính điều này đã làm nên thương hiệu riêng cho làng nghề. Hiện nay, tranh đá quý Lục Yên đã có mặt ở nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Nguyên trong khuôn khổ làng nghề, thì hiện nay chúng tôi có làng nghề sản xuất tranh đá quý lại tại tổ 7, thị trấn Yên Thế là có 46 thành viên. Ngoài ra thì trên địa bàn thị trấn, rồi là các cái xã khác ở trên địa bàn, một số xã có các cái hộ sản xuất kinh doanh cũng làm cái tranh đá quý này cũng rất là đông. Thì các cái hộ sản xuất kinh doanh này hiện nay bình quân là có từ 5 đến 10 lao động trên một cơ sở sản xuất. Thế và thu nhập bình quân của người lao động thì từ 5 đến 10 triệu đồng. Có thể có những cái thợ có tay nghề cao thì lương của họ cao hơn. Thì qua đó cái việc tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương và đồng thời các cơ sở sản xuất kinh doanh này nộp thuế cho nhà nước. Thì cái việc đó là có ý nghĩa lớn trong cái việc phát triển, đóng góp cho cái việc phát triển kinh tế và xã hội của thị trấn Yên Thế nói riêng và huyện Lục Yên nói chung. Thủ phủ đá quý Lục Yên, chợ đá quý Lục Yên, làng nghề tranh đá quý Lục Yên. Những thương hiệu đã thành hình này là tiềm năng rất lớn để Lục Yên phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa. Trong thời gian sắp tới, chính quyền địa phương đã có kế hoạch cụ thể để xây dựng và phát triển thương hiệu này gắn với lĩnh vực du lịch như xây dựng tuyến phố đi bộ ở trung tâm thị trấn Yên Thế, tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa gắn với thương hiệu đá quý Lục Yên. Mục tiêu là thu hút nhiều du khách hơn đến với vùng đất ngọc mến yêu này. Làng chế tác tranh đá quý Lục Yên nằm ở trung tâm thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, cách thủ đô Hà Nội khoảng 250 km. Những sản phẩm tranh đá quý Lục Yên được khách hàng trong nước ưa chuộng bởi sự độc đáo và tinh xảo, nay đã được xuất khẩu ra nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Tranh đá quý Lục Yên có mức giá từ vài triệu, vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy vào loại đá làm tranh và khổ tranh. Để bảo quản chất lượng cho tranh đá quý, tránh để tranh ở nơi có nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, không treo nơi tự ẩm, hay nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào,